Xin chào tất cả các bạn khán giả thân mến của dự báo thời tiết VTV ạ. À. Xin chào Lê Văn Sơn ạ, à, khán giả đầu tiên mà Hoa Quỳnh nhìn thấy trong livestream này. Các bạn hãy nhanh chóng vào tương tác với livestream này để Hoa Quỳnh có thể cung cấp tới các bạn những cái thông tin thời tiết đáng chú ý nhé các bạn nhé. Về diễn biến nắng nóng sẽ mở rộng ra những cái khu vực nào và mức độ nắng nóng như thế nào thì Hoa Quỳnh sẽ gửi tới các bạn trong livestream này. À, bây giờ thì Hoa Quỳnh sẽ chờ thêm một lát nữa khi mà có thêm nhiều các bạn khán giả vào tương tác thì Hoa Quỳnh sẽ gửi đến các bạn những cái thông tin thời tiết chú ý. Xin chào bạn Thanh Xuân Đỗ ạ. Vũ Đức Hiếu, xin chào tất cả các bạn. Nguyễn Mạnh Hùng ạ, xin cảm ơn bạn. Xin chào Đỗ Thế Huy. Không biết là các bạn trao đổi một chút trước khi mà Hoa Quỳnh cung cấp tới các bạn những cái thông tin thời tiết đáng chú ý nhé. À, thì Hoa Quỳnh muốn hỏi các bạn một câu là hôm nay ở nơi mà các bạn đang sống thì các bạn cảm thấy thời tiết như thế nào thì có thể là viết comment ra giúp Hoa Quỳnh được không? Hoa Quỳnh đang muốn biết xem là cảm nhận thực tế ở nơi mà các bạn đang sinh sống thì mức độ nóng như thế nào. Các bạn hãy giúp Hoa Quỳnh viết ra những cái cảm nhận của mình về thời tiết nhé. Xin chào Đào Hải ạ, Vương Toại ạ. Đỗ Thanh Huyền, xin chào bạn. Xin chào Hồng Cao ạ. Các bạn ơi, các bạn hãy nhanh chóng viết ra giúp Hoa Quỳnh một comment về cảm nhận thời tiết ngày hôm nay của các bạn nhé các bạn nhé. Thời tiết ở các bạn nơi mà các bạn đang sinh sống như thế nào, nóng đến cái mức độ như thế nào và có ảnh hưởng gì không thì các bạn có thể viết ra cho Hoa Quỳnh xem được không ạ? Bạn Trung Lê thì có viết là quá nóng. Vương Toại ạ, xin chào bạn. Nguyễn Vũ Đức Hiếu thì có chia sẻ là Hải Phòng sáng nay có mưa phùn. Đào Hải thì cũng đã nói chia sẻ rằng là hôm nay thời tiết nóng thật rồi. Hoàng Thị Liên ạ, nóng bức quá, oi nóng quá. Vâng, rất nhiều các bạn khán giả đang comment là thời tiết ngày hôm nay ở nơi các bạn đang sinh sống thì đã oi nóng rồi phải không ạ? Và dự báo là sang đến ngày mai thì mức độ nắng nóng sẽ còn gia tăng hơn nữa các bạn nhé. Chúng ta cần phải đề phòng, phải chú ý bảo vệ đến sức khỏe vì thời tiết trong ngày mai sẽ còn nắng nóng hơn ngày hôm nay nữa đấy ạ. Và cái diện nắng nóng sẽ mở rộng ra đối với ở khu vực Bắc Bộ thì hầu hết ngày hôm nay mới nắng nóng ở khu vực Tây Bắc Bộ thôi. Và sang đến ngày mai thì nắng nóng sẽ còn mở rộng hơn nữa ra phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, sẽ rất nhiều nơi với mức nhiệt cao trên 35 độ nhé các bạn nhé vào ngày mai. Đợi một lát nữa thì Hoa Quỳnh sẽ gửi tới các bạn những cái nhiệt độ cụ thể ở các tỉnh thành. Đối với khu vực miền Trung thì từ Thanh Hóa trở xuống đến Phú Yên cũng sẽ tiếp tục nắng nóng trong ngày mai và nhiệt độ phổ biến sẽ là từ 35 đến 38 độ và thậm chí là có những nơi còn trên 39 độ. Đó là ở khu vực miền Trung. Có thể nói là khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ là nơi mà nắng nóng nhất cả nước trong ngày mai các bạn nhé. Đối với Tây Nguyên cũng là một nơi mà ngày mai cũng sẽ tiếp tục là có những thành phố là xuất hiện nắng nóng. Chỉ một vài nơi như là Đắk Nông thì chưa chạm ngưỡng nắng nóng thôi. Đà Lạt thì chúng ta biết là thời tiết quanh năm dịu mát rồi. Đối với khu vực Nam Bộ thì ngày mai thì nắng nóng cũng sẽ xuất hiện ở nhiều tỉnh thành, cả ở miền Đông lẫn miền Tây, với mức nhiệt cao nhất là từ 35 đến 37 độ và có điểm là 38 độ nhé các bạn nhé. Đó là những cái diễn biến thời tiết về các khu vực trong ngày mai thì chúng ta thấy là nắng nóng hầu như là bao trùm rất nhiều nơi trên cả nước. Từ Bắc Bộ này, Trung Bộ, Tây Nguyên đến Nam Bộ đều có những cái điểm mà xuất hiện nắng nóng. Như vậy thì chúng ta cần phải chuẩn bị những biện pháp mà tránh phòng tránh nắng nóng. Lưu ý với những người mà chúng ta phải lao động ở ngoài trời này, làm việc ở ngoài trời trong khoảng thời gian ban ngày nắng nóng như vậy thì hãy nhớ là chú ý chăm sóc sức khỏe nhé các bạn nhé. Và đừng tham việc quá, hãy chú ý nghỉ ngơi một chút. Sau khoảng 1 giờ làm việc liên tục thì chúng ta hãy nghỉ ngơi khoảng tầm 15 phút ở trong chỗ mát và nhớ là uống nước đầy đủ, cung cấp nước cho cơ thể nhé các bạn nhé. Đó là những cái diễn biến thời tiết trong ngày mai. Còn bây giờ thì Hoa Quỳnh sẽ xem
là các bạn hỏi về thời tiết ở đâu, Hoa Quỳnh sẽ trả lời về thời tiết cụ thể của các tỉnh thành mà các bạn đang hỏi nhé các bạn nhé. Vâng ạ, bạn Thanh Xuân Đỗ thì có hỏi thời tiết ở Bắc Ninh như thế nào? Dự báo là thời tiết ở Bắc Ninh ngày mai sẽ là nắng nóng, nắng sẽ kéo dài từ sáng cho đến chiều và mức nhiệt cao nhất ngày ở Bắc Ninh sẽ là 35 độ nhé bạn nhé. Ngày mai thì Bắc Ninh nắng nóng 35 độ. Vũ Đức Hiếu, bạn hỏi thời tiết ở Hải Phòng. Hải Phòng thì đêm nay không mưa và ngày mai trời nắng. Hải Phòng nhờ lợi thế là nằm ở khu vực ven biển cho nên là có gió biển thổi đều. Nhiệt độ ngày mai sẽ không quá cao. Hải Phòng là một trong những ít nơi mà ở khu vực miền Bắc sẽ không có ngưỡng nhiệt nắng nóng vào ngày mai. Mức nhiệt là 32 độ nhé bạn nhé. Thời tiết vẫn khá là dễ chịu so với các nơi khác đấy ạ. Candy Duy Hải ạ, bạn có hỏi là Nam Định thì bao giờ có mưa được? Vâng, dự báo là sẽ nắng nóng sẽ còn kéo dài trong khoảng, chờ Hoa Quỳnh một chút để Hoa Quỳnh xem. Nam Định này sang ngày mai và Nam Định sang ngày mai nắng nóng 36 độ. Và lưu ý là trong ngày thứ 7 thì nhiệt độ còn gia tăng hơn nữa và khả năng là thứ 7 là ngày nắng nóng nhất ở khu vực miền Bắc nhé các bạn nhé. Nhiệt độ tại Nam Định sẽ lên là 38 độ, sau đó ngày Chủ nhật sẽ là 36 độ. Đến ngày thứ 2 tuần sau thì khả năng là ở Nam Định sẽ xuất hiện mưa dông các bạn nhé. Nhiệt độ sẽ giảm mạnh xuống còn khoảng là 28 độ, trời mới mát mẻ được ạ. Bạn Đỗ Thanh Huyền cũng hỏi thời tiết ở Hải Phòng thì ngày mai Hải Phòng sẽ hoàn toàn là nắng ráo nhé bạn nhé. Và cái mức nhiệt cao nhất tại Hải Phòng ngày mai sẽ khoảng là 32 độ, trời không quá nắng, không quá nóng so với các nơi khác. Bạn Hồng Cao, bạn hỏi thời tiết ở Hưng Yên ngày mai như thế nào ạ? Vâng, dự báo là ở Hưng Yên ngày mai sẽ nắng mạnh và nóng với mức nhiệt cao nhất ngày là 36 độ nhé bạn nhé. Đang lên điện. Lên rồi. Bạn Phúc Biography thì có hỏi là Biển Đông sắp có áp thấp nhiệt đới phải không? Thông tin bạn chia sẻ là đúng, và chúng ta sắp sang tuần sau nữa thì chúng ta sang tuần sau ạ, khả năng là trên Biển Đông thì sẽ xuất hiện áp thấp nhiệt đới. Vũ Đức Hiếu, bạn có chia sẻ là ở Hải Phòng. Bạn Phan Anh có hỏi thời tiết ngày mai ở Tràng An như thế nào? Tràng An, Ninh Bình thì dự báo là ngày mai nắng sẽ mạnh và nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ là 37 độ nhé bạn nhé. Nếu mà bạn có dự định đi du lịch này hoặc là di chuyển ở ngoài trời trong khoảng thời gian giữa trưa và đầu giờ chiều thì cần phải lưu ý các biện pháp phòng tránh nắng nóng nhé bạn nhé. Mức nhiệt ngày mai cao nhất ở Ninh Bình sẽ là 37 độ đấy ạ. Bạn Phương Anh Đào, bạn có chia sẻ nóng oi mệt mỏi. Vâng, Hoa Quỳnh cũng rất chia sẻ với các bạn. Là thời điểm này thì như đã dự báo hầu khắp trên cả nước thì ở khu vực nào cũng có những cái điểm mà nắng nóng với mức nhiệt cao như vậy, và chúng ta vẫn cần là luôn phải lưu ý đến những cái biện pháp bảo vệ sức khỏe, hạn chế tác hại của nắng nóng nhất gọn nhé. Bạn Helen Nguyễn ạ, bạn hỏi là thứ bảy ở Hà Nội có nắng không? Vâng, dự báo là ở thứ bảy thì ở thủ đô Hà Nội sẽ có cái mức nhiệt mà cao nhất trong đợt này nhé bạn nhé. Ngày mai thì nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội dự báo là 37 độ, nhưng mà đến thứ bảy thì nhiệt độ sẽ có thể là lên 38 độ, trời nắng nóng bỏng rát đấy ạ. Bạn Cầm Đầu Thiên Hạ thì có hỏi là mai Thái Nguyên có mưa không ạ? Dự báo là ở ngày mai thì Thái Nguyên vẫn chưa có thể mưa được. Trời sẽ nắng mạnh và nhiệt độ cao là 36 độ. Sang đến ngày thứ bảy thì nhiệt độ sẽ còn
cao hơn là ở mức 37 độ nhé bạn nhé. Đào Hải đã chia sẻ Thái Nguyên hôm nay khá nóng rồi và dự báo là sang đến ngày mai Thái Nguyên sẽ còn tiếp tục là xuất hiện nắng nóng nữa cơ. Nhiệt độ ngày mai sẽ là 36 độ nhé bạn nhé. Kéo dài hơn, đặc biệt tại tâm nóng, trời nắng gay gắt ngày từ sáng, mức nhiệt 35 độ trở lên. Nguyễn Gia Bách thì bạn hỏi là ở khu vực Bình Dương khi nào mà hết nóng. Dự báo là sang đến Nam Bộ cũng như là Bình Dương thì sẽ tiếp tục nắng nóng từ nay cho đến cuối tuần ạ. Và sang đến tuần sau thì khả năng là thời tiết mới dịu hơn nhé bạn nhé. Vâng, hiện tại thì Hoa Quỳnh không nhìn thấy thêm câu hỏi nào ở trong livestream này. Dường như là cũng có khá là ít câu hỏi. Vậy thì Hoa Quỳnh sẽ xin phép gửi lại các bạn những cái thông tin thời tiết đáng chú ý hơn một chút trong ngày mai nhé các bạn nhé. Và lưu ý là trong ngày mai toàn khu vực miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội của chúng ta, thì dự báo là sẽ xuất hiện nhiều điểm nắng nóng với mức nhiệt là 35 đến 38 độ và thậm chí là ở Mai Châu của Hà Bình thì nhiệt độ sẽ còn có thể lên là 39 độ và đây là tâm nóng của miền Bắc. Hòa Bình và Mai Châu là hai điểm mà tâm nóng của miền Bắc, dự báo ngày mai nhiệt độ sẽ có thể lên là 39 độ nhé các bạn nhé. Và thậm chí là đến ngày thứ bảy sẽ là ngày mà dự báo là nắng nóng cao điểm trong đợt này ở khu vực miền Bắc và miền Trung. Ở miền Bắc trong ngày thứ bảy thì sẽ có thêm nhiều điểm xuất hiện mức nhiệt cao 39 độ như là Lào Cai này. Lào Cai 39 độ, Điện Biên Phủ ngày thứ bảy cũng có thể lên là 38 độ, Điện Biên Phủ, Sơn La hay là Lào Cai là 38 đến 39 độ nhé các bạn nhé. Đó, Hà Giang ngày thứ bảy cũng có thể lên là 38 độ các bạn ạ. Mức nhiệt rất là cao. Thái Nguyên hay là Tuyên Quang thì ngày thứ bảy cũng có thể đạt mức nhiệt là 37 độ. Việt Trì là 38 độ. Hà Nội ngày thứ bảy cũng có thể lên là 38 độ nhé các bạn nhé. Bắc Giang hay là Hưng Yên, Hải Dương thì cũng có thể lên 37 độ vào ngày thứ bảy này. Nam Định thậm chí còn có thể, Nam Định hay là Hà Nam và Ninh Bình còn có thể lên là 38 độ vào ngày thứ bảy. À, ngày thứ bảy được dự báo là một ngày nắng nóng nhất của cái đợt này. Vì vậy là các bạn hãy nhớ các biện pháp bảo vệ sức khỏe các bạn nhé. Và có những cái kế hoạch hợp lý để chúng ta có thể phòng tránh được nắng nóng. Còn với khu vực miền Trung thì trong ngày thứ bảy cũng là một ngày mà nắng nóng đỉnh điểm của đợt. Và dự báo là thành phố Vinh ngày thứ bảy còn có thể lên là 39 độ. Và thành phố Đông Hà hay là Huế ngày thứ bảy còn có thể lên tới là 40 độ nhé các bạn nhé. Cái mức nhiệt này, mức nhiệt 40 độ thì có thể xuất hiện tại Đông Hà và Huế trong ngày thứ bảy và ngày chủ nhật nữa. Cả hai thành phố này đều rất là nóng với mức nhiệt có thể nói là cao nhất cả nước với mức nhiệt là 40 độ các bạn nhé. Ở Trung Bộ thì ngoài những cái điểm như là Đông Hà hay là Huế với mức nhiệt cao 40 độ như vậy thì ở Vinh của Nghệ An cũng cần phải lưu ý mức nhiệt là 39 độ vào ngày thứ bảy này. Quảng Ngãi là 38 độ. Quảng Ngãi, Quy Nhơn cũng có thể đạt 38 độ nhé các bạn nhé. Tuy Hòa thì có thể là 37 độ. Đây đều là những cái nơi mà dự báo là mức nhiệt rất là cao. Còn với khu vực Tây Nguyên, ngày thứ bảy cũng là xuất hiện nhiều điểm nắng nóng và cường độ nắng nóng có thể gia tăng hơn. Tây Nguyên thì có thành phố Buôn Ma Thuột, ngày thứ bảy có thể lên tới là 37 độ các bạn nhé. Và Kon Tum, Pleiku thì là 36 độ, mức nhiệt cũng rất là cao. Đó, còn với khu vực Nam Bộ thì dự báo là nắng nóng với mức nhiệt cao cũng từ 35 đến 38 độ sẽ kéo dài cho đến hết tuần này và sang đến tuần sau thì khả năng là nắng nóng ở khu vực Nam Bộ mới có thể giảm bớt. Đó là những cái thông tin thời tiết mà Hoa Quỳnh muốn gửi tới các bạn để hy vọng là các bạn có thể chủ động được lịch trình của mình cũng như là có những cái biện pháp chuẩn bị trước để có thể bảo vệ được sức khỏe trong thời tiết nắng nóng như thế này nhé các bạn nhé. Còn bây giờ thì thời lượng livestream đã kết thúc rồi. Hoa Quỳnh xin gửi lời chào tới các bạn và hẹn gặp lại các bạn một buổi livestream sau. Xin chúc các bạn một buổi tối thật là nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.